Trông ngon chưa, ngon chưa? Bây giờ cái này là có biết là cái gì không? Một gói bột khác màu vàng. Không phải, đây là tô bình, tô bình đổ ra bên này. Yeah. Cái này á, những con sao lấp lánh à? Xúc lên này, quấn 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 quấn. Sau đó mình sẽ chấm chấm vào in đây.